Muốn tìm mọi chung của 24-30 thì nhớ dùm Lợi có những cách sau đây. Lợi sẽ dùng cách này nha. Đó là tìm mọi chung nhỏ nhất của 24 với 30. Bắt đầu nè, muốn tìm mọi chung nhỏ nhất, bước 1 nè. Phân tích cái số ra thừa số nguyên tố, lụm máy tính liền. Bấm 24 bằng shift FACT. 2 mũ 3 nhân 3. Tiếp 30 bằng shift FACT. 2 nhân 3 nhân 5. Tiếp tục tìm bội chung nhỏ nhất của 24 với 30. Nghe kịp chỗ này nè, thấu vô đầu, đưa cái đầu nghe kỹ giùm. Tìm bội chung nhỏ nhất là kiếm phần chung, phần riêng, mũ cao nhất. Phần chung đi. 2 lấy 2 mũ mấy? 2 mũ 3. Chung 3 lấy 3 mũ mấy? 3. 5. Không. 5. Lấy 5. Rồi lấy máy tính bấm. Hả? 3 mũ 2 mũ 3 là 2 18, nhân 2 3. Nhân 2 8 8 nhân 3 90. 20. 24. 24 nhân 5. 24 nhân 5. 100. Nhiều, bấm coi. 120. Hỏi bấm nữa. Tiếp bội chung của 24 với 30. Khi đã có bội chung nhỏ nhất đúng không? Muốn tìm bội chung nè, lấy số này nhân. Nhớ bội là gì? Nhân. Nhân cho 0 đi. Không. Nhân cho 1 đi. 120. Nhân cho 2 đi. 120 nhân cho 2 ra 240. 240 nhân cho 3 đi. 12 nhân 3 ra 360. 360 nhân 4 đi. Nhân 5 đi. 5 trả. .. Kẹp. Tính chậm quá, gì phải bấm máy tính không? Mất rồi.